Rồi, chào bà con nông dân cả nước nha. Này, động cơ ốc tính lên con máy cắt cỏ Mitsubishi TB26 nòng 34 ly 26cc nhịp 7 nguyên zin luôn. Cái này là em chưa có gắn tay lái vô với cái chắn cỏ vô nha. Em quay sơ mọi người nè, đầu bò pin nè, giá trong phần mô tả nha mọi người đó. Model nè, TB26BD999 nè, 3 số 9 luôn, đẹp đó. Mình xăng trắng nè, máy rất là nhạy nổ. Có máy là có made in Japan nè, chế quanh rồ hai kim, chế rin đó, bô trắng nè, đẹp nè, hợp dịch trợ lực nè, máy này phát cỏ là chùm luôn nha mọi người, máy phát cỏ là số 1 luôn, hãng Mitsubishi là dòng cắt cỏ số 1 luôn á, nó không có thua nào hết trơn, nó đứng đầu đó mọi người. Giá là nó thường thường nó mắc hơn người ta khoảng 500 ngàn, mà chạy là bền hơn gấp mấy năm rồi, người ta 5 năm nó là khoảng 9-10 năm rồi đó. Tùm nhôm nè, giật hơi mọi người nha. Ghê không? Rồi em đi chạy cho mọi người nha. Guarantee rất là đều, rất là ngon luôn. Đó, giờ em lên ga nha. Dữ lắm nha. Rồi nè. Ghê không? Rất là nhạy nổ luôn. Quá đẹp luôn. Đây là World nè, World gọn nhẹ mạnh mẽ lên, có mốt nè, mốt này rất là im nè. Rồi, giá trong phần mô tả nha mọi người, ai mà chưa chọn được con máy ưng ý thì nhớ đăng ký kênh theo dõi em, để em ra những con máy mình ưng ý mình mua ủng hộ em nha. Giá em bao gồm đầy đủ phụ kiện, dao cắt bắt cước, dây đeo trắng cỏ, lục giác kích mẫu bugi. Rồi. Bye bye.